là Mai Thương, hiện tại thì em đang là quản lý nha khoa Vietsmile chi nhánh Hà Đô, nằm trong hệ thống nha khoa Vietsmile. Khi mà tham gia lớp của thầy xong thì mình đã rút ra được bài học cho mình, đó là phải hiểu nhân sự của mình muốn gì, phải hiểu được lòng nhân sự của mình, cũng như là hiểu được lòng nhân sự của các bộ phận khác, thì lúc này mình mới có thể quản trị được tốt hơn. Phần tâm đắc nhất trong chương trình về việc thấu hiểu lòng người, và mình rất nhớ một câu hiểu được lòng người thì sẽ có được cả thiên hạ. Trước khi mà đến đây mình cũng chuẩn bị tâm thế, đó là mình cũng rất là hoang mang, không biết là mình sẽ học được những cái gì. Nhưng khi mà trải qua 3 ngày học thì mình cảm thấy là thực sự là nó rất là xứng đáng. Mình chỉ khuyên các bạn là hãy đi học luôn, hành động luôn từ bây giờ. Mình là Nương, hiện là giám đốc kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Lý Tưởng, chuyên về kinh doanh các cái thiết bị điện tử, điện lạnh. Sau khi tham gia chương trình thì mình đã hiểu được về cái sự mong muốn cũng như là những cái nỗi sợ của nhân viên, để từ đó thì xây dựng một cái sân chơi, một cái luật chơi nó minh bạch rõ ràng và tạo điều kiện cho nhân viên có mức lương tốt cũng như là có cái cơ chế về lương thưởng được rõ ràng cụ thể hơn. Tâm đắc nhất về cái sự là biết ông chủ của mình cũng như nhân sự của mình muốn gì và sợ gì, để từ đó có được những cái giải pháp tối ưu nhất cho doanh nghiệp của mình. Khóa học trưởng phòng nhân sự này là một khóa học rất đáng để học. Và nó sẽ giúp cho bạn trở thành một trưởng phòng nhân sự thực chiến, chứ không phải là chỉ trưởng phòng trên giấy tờ.